chào các bạn. Hôm nay Thảo xin giới thiệu với các bạn sản phẩm Thảo làm chánh răng tại nhà. Các bạn có thể mua sản phẩm này, Thảo sẽ làm sản phẩm này cho các bạn. Thì sản phẩm làm chánh răng tại nhà, các bạn không cần phải đi bác sĩ để tẩy chánh răng mà vẫn có hàm răng trắng đẹp. Mong muốn của các bạn rất là đơn giản, chỉ cần dán sản phẩm này vào răng 30 phút cỡ ra và các bạn có thể ăn uống một cách bình thường. Các bạn sử dụng trong vòng 21 ngày sẽ thấy hiệu quả rất là rõ rệt. Thảo, nếu như mà bạn nào có nhu cầu muốn mua thì nhắn tin vào Facebook cho Thảo hoặc là nhắn tin lên Word của Thảo để Thảo gửi về cho các bạn nha. Lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip Thảo đăng lên. Tạm đi. Các bạn nữ ơi, hôm nay Thảo sẽ giới thiệu với các bạn loại son mà Thảo thường đánh và được rất là nhiều các bạn nữ ưa thích. Các bạn đều hỏi Thảo là son đó Thảo mua ở đâu và bây giờ Thảo đã mang sản phẩm đó về đây để bán cho các bạn. Thảo xin giới thiệu đây là sản phẩm son mà Thảo đánh. Các bạn nữ yên tâm một điều là sản phẩm này sẽ không làm các bạn bị hư môi. Và đặc biệt khi các bạn đánh son và môi sẽ có một môi rất là tự nhiên. Các bạn sử dụng chỉ cần đánh môi xong, một môi son này làm cho các bạn một môi son này làm cho các bạn sẽ không bị khô môi. Các bạn yên tâm là sẽ không bị khô môi nha. Sau này Thảo bán với giá là 480 ngàn một cây. Xài rất là lâu và xài rất là ok. Các bạn ăn uống thì nó cũng vẫn không trôi, sẽ giữ rất là lâu nha. Thảo, đợt này Thảo có bán sản phẩm OPI, sơn OPI, có rất là nhiều màu đẹp. Các bạn nào muốn order sơn OPI về thì cũng nhắn tin cho Thảo biết nha. Tạm biệt các bạn, cái gì các bạn sẽ nhắn tin cho Thảo biết. Tạm biệt.